Ôi, nồ quá các bạn ơi. Tớ vừa mới đi dự một bữa tiệc về đấy. Và tớ ăn rất là no. Mọi người vẫn muốn mời tớ ăn thêm, nhưng tớ đã từ chối và nói rằng đồ ăn hôm nay ngon quá, tớ rất là vui. Cảm ơn và chúc mọi người ăn ngon miệng. Vậy còn các bạn, khi ăn no chúng mình sẽ nói như thế nào? Hãy cùng theo chân tớ tới xem các bạn trường mầm non Kitty làm như thế nào nhé. Đồ ăn hôm nay rất ngon, nhưng tôi dùng đủ rồi. Cảm ơn, chúc mọi người ngon miệng. Rồi, chúc các bạn ngon miệng ạ. Tôi dùng đũa, chúc các bạn ngon miệng. Vậy là hôm nay chúng mình đã biết cách để nói với mọi người là mình đã no và muốn dừng bữa ăn. Cách nói như thế sẽ khiến mọi người cảm thấy rất vui và được tôn trọng. Qua hoạt động ngày hôm nay, tớ thấy các bạn thực hiện rất tốt rồi. Tớ mong là chúng mình hãy luôn thể hiện sự lịch thiệp và tôn trọng người khác như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.